quý vị các bạn, mình tên là Hùng, mình đến từ học viện Cờ Vua. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một khai cuộc mới, tên là khai cuộc phòng thủ Halloween. Khai cuộc sẽ bắt đầu như sau: trắng đi, e 4, khai cuộc mở, đen đáp trả bằng nước, mà f 6, tấn công tốt e 4 của bên trắng. Trắng đi, e 5, tấn công mã của bên đen. Đen đi, mã D5. Trắng đi, D4. Đen đi, D6. Trắng đi, mã F3. Đen đi, tượng G4. Trắng đi, tượng E2. Đen đi, E6. Trắng đi, đặt thành gần. Đen đi, mã C6. Trắng đi, C4. Đen đi, mã D6. Trắng đi, B3. Đen đi, tượng E7. Trắng đi, E nhân D6. Đen đi, C nhân D6. Trắng đi, mã C3. Đen đi, nhập thành gần. Trắng đi, tượng E3. Đến đây, hai bên đã thế cân bằng và hai bên bước vào chung cuộc. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Các bạn nhớ like kênh cho mình nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại.